Đề cương môn giáo dục kinh tế pháp luật lớp 11 Biên soạn theo sách giáo khoa Kết nối tri thức Phần lý thuyết Bài 1 Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường Một nhỏ Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh kinh tế là sự tranh đua giữa các chủ thể kinh tế nhằm có được những ưu thế trong sản xuất tiêu thụ hàng hóa, qua đó thu được lợi ích tối đa. Hai nhỏ, nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh cạnh tranh thường xuyên diễn ra do nền kinh tế tồn tại nhiều chủ sở hữu là những đơn vị kinh tế độc lập tự do sản xuất kinh doanh khiến nguồn cung trên thị trường tăng lên làm cho các chủ thể kinh doanh phải cạnh tranh tìm cho mình những lợi thế để có chỗ đứng trên thị trường trong cạnh tranh các chủ thể kinh doanh buộc phải sử dụng các nguồn lực của mình một cách hiệu quả nhất mỗi chủ thể có điều kiện sản xuất khác nhau tạo ra năng suất và chất lượng sản phẩm khác nhau dẫn đến sự cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm để giành lấy các điều kiện thuận lợi tránh các rủi ro bất lợi trong sản xuất trao đổi hàng hóa thì cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế là điều tất yếu ba nhỏ vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế cạnh tranh có vai trò tạo động lực cho sự phát triển tạo môi trường để các chủ thể kinh tế luôn cạnh tranh với nhau không ngừng ứng dụng kỹ thuật công nghệ nâng cao trình độ người lao động phân bổ linh hoạt các nguồn lực hướng tới những điều kiện sản xuất tốt nhất nhằm thu được lợi nhuận cao nhất nhờ đó thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển không ngừng hoàn thiện nền kinh tế thị trường thúc đẩy năng lực thỏa mãn nhu cầu của xã hội bốn nhỏ cạnh tranh không lành mạnh cạnh tranh không lành mạnh là những hành vi trái với quy định của pháp luật, các nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại, các chuẩn mực khác trong kinh doanh như chỉ dẫn gây nhầm lẫn, dèm pha, gây rối loạn doanh nghiệp khác, xâm phạm bí mật kinh doanh, có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng, tổn hại đến môi trường kinh doanh, tác động xấu đến đời sống xã hội. Do đó, những hành vi cạnh tranh không lành mạnh cần bị phê phán, lên án và ngăn chặn. Bài 2: Cung cầu trong nền kinh tế thị trường. Một nhỏ. Cung và các nhân tố ảnh hưởng đến cung. Cung là số lượng hàng hóa dịch vụ mà nhà cung cấp sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu của thị trường với mức giá được xác định trong khoảng thời gian nhất định. Lượng cung chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Giá cả các yếu tố đầu vào để sản xuất ra hàng hóa dịch vụ kỳ vọng của chủ thể sản xuất kinh doanh giá bán sản phẩm số lượng người tham gia cung ứng hai nhỏ cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu cầu là lượng hàng hóa dịch vụ mà người tiêu dùng sẵn sàng mua với một mức giá nhất định trong khoảng thời gian xác định lượng cầu chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố giá cả hàng hóa dịch vụ thu nhập thị hiếu sở thích của người tiêu dùng giá cả những hàng hóa dịch vụ thay thế kỳ vọng dự đoán của người tiêu dùng về hàng hóa dịch vụ ba nhỏ mối quan hệ cung cầu và vai trò của quan hệ cung cầu a nhỏ mối quan hệ cung cầu cung cầu có mối quan hệ chặt chẽ tác động quy định lẫn nhau cầu xác định khối lượng cơ cấu của cung ví như đơn đặt hàng của thị trường cho các nhà sản xuất cung ứng cung tác động đến cầu kích thích cầu những hàng hóa dịch vụ được cung ứng phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng sẽ được ưa thích khiến cho cầu về chúng tăng lên b nhỏ vai trò của quan hệ cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa quan hệ cung cầu có vai trò quan trọng đối với các chủ thể kinh tế thứ nhất vai trò đối với chủ thể sản xuất kinh doanh quan hệ cung cầu là tác nhân trực tiếp khiến giá cả thường xuyên biến động trên thị trường khi cung lớn hơn cầu sẽ dẫn đến giá giảm khi cung nhỏ hơn cầu sẽ dẫn đến giá tăng cung bằng cầu thì giá ổn định từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh có nhiều lợi nhuận khi bán giá cao có thể thua lỗ khi bán giá thấp hiện trạng quan hệ cung cầu là căn cứ để doanh nghiệp quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất kinh doanh khi cung lớn hơn cầu giá giảm thì thu hẹp sản xuất khi cung nhỏ hơn cầu, giá tăng thì mở rộng sản xuất. Thứ hai, vai trò đối với chủ thể tiêu dùng. Quan hệ cung cầu là căn cứ giúp người tiêu dùng lựa chọn việc mua hàng hóa phù hợp. Nên mua hàng hóa dịch vụ khi cung lớn hơn cầu, giá giảm, không nên mua hàng hóa dịch vụ khi cung nhỏ hơn cầu, giá tăng. Thứ ba, vai trò đối với chủ thể nhà nước, giúp nhà nước có cơ sở để đưa ra các biện pháp chính sách để duy trì cân đối cung cầu hợp lý, góp phần bình ổn thị trường. Bài 3. Lạm phát Một nhỏ, khái niệm và các loại hình lạm phát A nhỏ, khái niệm lạm phát Lạm phát là sự tăng mức giá chung các hàng hóa dịch vụ của nền kinh tế, thường tính bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI một cách liên tục trong một thời gian nhất định. B nhỏ, các loại hình lạm phát căn cứ vào mức độ lạm phát có các loại lạm phát sau: lạm phát vừa phải là mức độ tăng của giá cả ở một con số hàng năm từ 0% đến dưới 10%; trong điều kiện lạm phát thấp, giá cả thay đổi chậm, nền kinh tế được coi là ổn định. lạm phát phi mã là mức độ tăng của giá cả ở hai con số trở lên hàng năm từ 10% đến 1.000% gây bất ổn nghiêm trọng trong nền kinh tế. Đồng tiền mất giá một cách nhanh chóng, lãi suất thực tế giảm, người dân tránh giữ tiền mặt. Siêu lạm phát là giá cả tăng lên với tốc độ vượt xa mức lạm phát phi mã lớn hơn 1.000%, nền kinh tế lâm vào khủng hoảng. Hai nhỏ, nguyên nhân dẫn đến lạm phát. Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến lạm phát. Chi phí sản xuất tăng cao, việc tăng giá các yếu tố đầu vào của sản xuất như xăng dầu điện nguyên liệu đẩy chi phí sản xuất tăng cao khiến cho giá cả nhiều loại hàng hóa trên thị trường tăng gây lạm phát cầu tăng cao do có yếu tố tác động làm tổng cầu tăng cao nhưng tổng cung không thay đổi dẫn đến mức giá chung tăng gây lạm phát phát hành thừa tiền trong lưu thông khi lượng tiền phát hành vượt quá mức cần thiết làm xuất hiện tình trạng người giữ tiền sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn hơn để mua một đơn vị hàng hóa làm cho giá cả hàng hóa leo thang gây lạm phát ba nhỏ hậu quả của lạm phát lạm phát cao gây hậu quả tiêu cực đến hoạt động của nền kinh tế và mọi mặt đời sống xã hội giá cả các yếu tố đầu vào sản xuất tăng cao khiến chi phí tăng tác động trực tiếp đến việc giảm quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp làm cho kinh tế suy thoái và thất nghiệp gia tăng giá cả các hàng hóa không ngừng tăng dẫn đến tình trạng đầu cơ tích trữ nhiều hàng hóa tạo thêm sự khan hiếm đẩy giá cả hàng hóa tiếp tục tăng gây nhiễu loạn thị trường giá cả hàng hóa cao chi phí sinh hoạt đắt đỏ làm cho mức sống của người dân trong xã hội giảm sút bên cạnh đó Lạm phát cao thường khiến nhiều người mất việc làm, không có thu nhập, đời sống nhiều gia đình bấp bênh, gặp nhiều khó khăn. Lạm phát tăng cao kéo dài có thể gây ra khủng hoảng kinh tế, chính trị xã hội. Tuy nhiên, mức độ lạm phát vừa phải sẽ kích thích sản xuất kinh doanh phát triển. Bốn nhỏ. Vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát. Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát luôn theo dõi biến động giá cả trên thị trường duy trì tỷ lệ lạm phát ở mức cho phép đưa ra chính sách biện pháp sử dụng các công cụ điều tiết để kiềm chế đẩy lùi lạm phát như thực hiện chính sách tiền tệ tăng lãi suất giảm mức cung tiền thực hiện chính sách tài chính thắt chặt cắt giảm chi tiêu công hỗ trợ thu nhập cho người gặp khó khăn tăng cường quản lý thị trường chống đầu cơ tích trữ hàng hóa sử dụng dự trữ quốc gia để bình ổn cung cầu, bình ổn giá trên thị trường. Bài 4. Thất nghiệp Một nhỏ, khái niệm thất nghiệp và các loại hình thất nghiệp. A nhỏ, khái niệm Thất nghiệp là tình trạng người lao động mong muốn có việc làm nhưng chưa tìm được việc làm. B. Các loại hình thất nghiệp Thất nghiệp được phân loại như sau. Phân loại theo nguồn gốc thất nghiệp. Thất nghiệp tự nhiên là biểu thị mức thất nghiệp bình thường mà nền kinh tế phải chịu luôn tồn tại trong xã hội bao gồm các dạng thất nghiệp tạm thời là thất nghiệp phát sinh do sự dịch chuyển không ngừng của người lao động giữa các vùng các loại công việc hoặc giữa các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống thất nghiệp cơ cấu là thất nghiệp gắn liền với sự biến động cơ cấu kinh tế và sự thay đổi của công nghệ dẫn đến yêu cầu lao động có trình độ cao hơn lao động không đáp ứng yêu cầu sẽ bị đào thải. Thất nghiệp chu kỳ là thất nghiệp tương ứng với từng giai đoạn trong chu kỳ kinh tế. Thất nghiệp chu kỳ ở mức cao khi nền kinh tế suy thoái, thất nghiệp chu kỳ ở mức thấp khi nền kinh tế mở rộng. Phân loại theo tính chất có các loại thất nghiệp sau: thất nghiệp tự nguyện xảy ra do người lao động không muốn làm việc do điều kiện làm việc và mức lương chưa phù hợp với họ thất nghiệp không tự nguyện xảy ra khi người lao động mong muốn đi làm nhưng không thể tìm kiếm được việc làm hai nhỏ nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp trong thực tế có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp nguyên nhân chủ quan bị đuổi việc do vi phạm kỷ luật tự thôi việc do không hài lòng với công việc đang có do thiếu kỹ năng làm việc nguyên nhân khách quan do cơ sở sản xuất kinh doanh đóng cửa do sự mất cân đối giữa cung và cầu trên thị trường lao động ba nhỏ hậu quả của thất nghiệp thất nghiệp để lại những hậu quả nặng nề đối với mỗi cá nhân với nền kinh tế và mọi mặt của đời sống xã hội đối với người bị thất nghiệp thất nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động khiến cho đời sống của họ gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến kiến thức chuyên môn nghề nghiệp đối với doanh nghiệp thất nghiệp tăng cao dẫn đến nhu cầu xã hội bị giảm sút hàng hóa và dịch vụ không có người tiêu dùng, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp giảm, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc đóng cửa. Đối với nền kinh tế, thất nghiệp tăng gây lãng phí nguồn lực, làm cho nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm, ngân sách nhà nước suy giảm. Đối với chính trị xã hội, thất nghiệp gia tăng làm cho hiện tượng tiêu cực trong xã hội phát sinh nhiều, gây ra những xáo trộn trong xã hội trật tự xã hội không ổn định hiện tượng đình công bãi công biểu tình tăng lên bốn nhỏ vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp thường xuyên thông tin về tình hình thất nghiệp từ đó dự báo đồng thời đưa ra các giải pháp để kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp khi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nhà nước sử dụng nhiều giải pháp để kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp như hoàn thiện thể chế về thị trường lao động thực hiện đúng pháp luật về lao động khuyến khích các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh mở rộng hoạt động sản xuất chuyển đổi sản xuất để tạo thêm việc làm cho người lao động thực hiện chính sách an sinh xã hội chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho người lao động ngoài ra nhà nước còn thường xuyên quan tâm đào tạo lao động trình độ cao đa dạng hóa các loại hình trường lớp, hỗ trợ người lao động tự tạo việc làm. Bài 5. Thị trường lao động và việc làm Một nhỏ, lao động và thị trường lao động A nhỏ, khái niệm lao động Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của đời sống xã hội. Trong hoạt động sản xuất, lao động được coi là yếu tố đầu vào ảnh hưởng tới chi phí tương tự như việc sử dụng các yếu tố sản xuất khác. Lực lượng lao động là một bộ phận của dân số là người được hưởng thụ lợi ích của quá trình phát triển. Bộ luật lao động năm 2019 quy định người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. B nhỏ thị trường lao động. Thị trường lao động hoặc thị trường sức lao động là nơi thực hiện các quan hệ xã hội giữa người bán sức lao động tức người lao động làm thuê và người mua sức lao động tức người sử dụng sức lao động thông qua các hình thức thỏa thuận về giá cả tức tiền công tiền lương và các điều kiện làm việc khác trên cơ sở một hợp đồng lao động bằng văn bản bằng miệng hoặc thông qua các dạng hợp đồng hay thỏa thuận khác thị trường lao động được cấu thành bởi ba yếu tố cung cầu và giá cả sức lao động thị trường lao động có thể hoạt động hiệu quả khi các quyền tự do mua bán sức lao động được đảm bảo bằng pháp luật và hệ thống các chính sách liên quan đến quyền quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia thị trường hai nhỏ việc làm và thị trường việc làm việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập và không bị pháp luật cấm có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người, giúp duy trì và cải thiện cuộc sống. Mỗi người có thể làm nhiều việc khác nhau, có việc làm chính thức, tức việc làm toàn thời gian hay việc làm không chính thức, tức việc làm bán thời gian. Thị trường việc làm là nơi gặp gỡ, trao đổi, mua bán hàng hóa việc làm giữa người lao động và người sử dụng lao động, cũng như xác định mức tiền công của người lao động trong từng thời kỳ nhất định thị trường việc làm kết nối cung cầu lao động trên thị trường thông qua các phiên giao dịch việc làm, các trung tâm môi giới và giới thiệu việc làm, các thông tin tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp thông tin cụ thể về doanh nghiệp, nhu cầu, mức lương tuyển dụng, giúp người lao động có thông tin tiếp cận được đến các cơ sở có nhu cầu tuyển dụng để tìm kiếm được việc làm. Ba nhỏ Mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm Thị trường lao động và thị trường việc làm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Thông qua các dịch vụ kết nối nhà tuyển dụng và người lao động, thị trường việc làm giúp người lao động tìm được chỗ làm phù hợp. Người sử dụng lao động tìm được người thích hợp, giúp cho thị trường lao động nhanh chóng đạt đến trạng thái cân bằng cung cầu lao động. 4. Nhỏ, xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường thị trường lao động ở việt nam đang nổi lên bốn xu hướng gia tăng số lượng lao động trên các nền tảng công nghệ chuyển dịch nghề nghiệp gắn với kỹ năng mềm lao động giản đơn sẽ trở nên yếu thế xu hướng lao động phi chính thức gia tăng xu hướng tuyển dụng trên thị trường lao động luôn gắn liền với chiến lược chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của đảng và nhà nước cùng với những yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bởi vậy để có được việc làm phù hợp, học sinh cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về nghề nghiệp, trau dồi các kỹ năng, nắm được xu hướng phát triển của thị trường lao động, tự đánh giá sở trường, nguyện vọng và điều kiện của bản thân để lựa chọn định hướng nghề nghiệp. Bài 6. Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh Một nhỏ, khái niệm và tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh a nhỏ khái niệm và tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh ý tưởng kinh doanh là khái niệm trong lĩnh vực kinh doanh chỉ loại ý tưởng có sáng tạo khả thi mang đến lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh việc xây dựng ý tưởng kinh doanh rất cần thiết giúp người kinh doanh xác định được những vấn đề cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh kinh doanh mặt hàng gì xác định được đối tượng khách hàng là ai họ có nhu cầu gì kinh doanh thế nào xác định được cách thức mới có hiệu quả kinh doanh cho ai xác định được mục tiêu kinh doanh b nhỏ nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh lợi thế nội tại xuất phát từ đam mê hiểu biết khả năng huy động các nguồn lực của chủ thể kinh doanh cơ hội bên ngoài bắt nguồn từ một nhu cầu mới chưa được đáp ứng lợi thế cạnh tranh, thuận lợi về vị trí triển khai hay thuận lợi từ một chính sách vĩ mô. Hai nhỏ khái niệm cơ hội kinh doanh và tầm quan trọng của việc xác định, đánh giá các cơ hội kinh doanh. Cơ hội kinh doanh là sự xuất hiện những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện được mục tiêu kinh doanh. Cơ hội kinh doanh có thể xuất hiện từ bên ngoài nhưng cũng có khi do chính chủ thể kinh doanh chủ động tạo ra. Ý tưởng kinh doanh được xác định là cơ hội kinh doanh khi có tính bền vững, đáp ứng được nhu cầu hiện tại và có thể duy trì sản phẩm lâu dài, có tính hấp dẫn khi đảm bảo mang lại lợi nhuận và có tính cơ hội khi thời điểm kinh doanh phù hợp. Chủ kinh doanh cần dựa trên 4 tiêu chí: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để đánh giá khẳng định đây có phải là cơ hội kinh doanh tốt lấy đó làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phát huy các điểm mạnh khai thác cơ hội đồng thời khắc phục điểm yếu và vượt qua thách thức để kinh doanh thành công ba nhỏ các năng lực cần thiết của người kinh doanh ý tưởng kinh doanh để thành công những người kinh doanh cần có những năng lực cần thiết sau năng lực lãnh đạo định hướng chiến lược năng động sáng tạo nắm bắt cơ hội kinh doanh năng lực quản lý tổ chức, thiết lập các mối quan hệ trong kinh doanh. Năng lực chuyên môn, có kiến thức về chuyên môn ngành đang kinh doanh. Năng lực học tập, tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Bài 7. Đạo đức kinh doanh Một nhỏ, quan niệm và biểu hiện của đạo đức kinh doanh. A nhỏ, quan niệm về đạo đức kinh doanh. Đạo đức kinh doanh là tập hợp các nguyên tắc chuẩn mực đạo đức cơ bản được biểu hiện cụ thể trong các lĩnh vực kinh doanh có tác dụng điều chỉnh đánh giá hướng dẫn hành vi của các chủ thể trong kinh doanh b nhỏ biểu hiện của đạo đức kinh doanh đạo đức kinh doanh biểu hiện thông qua một số phẩm chất đạo đức trong kinh doanh như trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ tạo giá trị cho doanh nghiệp cho xã hội tuân thủ pháp luật tôn trọng thiên nhiên bảo vệ môi trường trung thực giữ chữ tính trong kinh doanh công bằng liêm chính nguyên tắc thực hiện đúng quy định của đơn vị đảm bảo bí mật tôn trọng con người tôn trọng bảo đảm quyền lợi của nhân viên tôn trọng khách hàng tôn trọng đối thủ cạnh tranh gắn kết các lợi ích gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của khách hàng và xã hội hai nhỏ vai trò của đạo đức kinh doanh thực hiện tốt đạo đức kinh doanh, góp phần điều chỉnh hành vi của chủ thể kinh doanh theo hướng tích cực, nâng cao chất lượng và uy tín doanh nghiệp, làm hài lòng khách hàng, đồng thời tạo nên sự vững mạnh của nền kinh tế. Bài 8. Văn hóa tiêu dùng Một nhỏ, vai trò của tiêu dùng đối với sự phát triển kinh tế. Tiêu dùng được ví như đơn đặt hàng của xã hội đối với sản xuất là mục đích, động lực thúc đẩy sản xuất phát triển mỗi sự thay đổi tích cực của tiêu dùng đều góp phần phát triển kinh tế nâng cao chất lượng đời sống nhân dân góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội hai nhỏ khái niệm và vai trò của văn hóa tiêu dùng a nhỏ khái niệm văn hóa tiêu dùng văn hóa tiêu dùng là một bộ phận của văn hóa dân tộc là những nét đẹp trong tập quán thói quen tiêu dùng của cộng đồng và cả dân tộc được hình thành và phát triển theo thời gian thể hiện các giá trị văn hóa của con người trong tiêu dùng b nhỏ vai trò của văn hóa tiêu dùng văn hóa tiêu dùng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế văn hóa và xã hội là cơ sở giúp cho các doanh nghiệp đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp tạo được ấn tượng thiện cảm đối với người tiêu dùng để đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh là cơ sở duy trì tiêu dùng bền vững Góp phần tạo nên những sắc thái văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng của cộng đồng dân tộc, không chỉ tác động đến hoạt động kinh tế mà còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc, làm thay đổi phong cách tiêu dùng, tác phong lao động của con người, góp phần hình thành tư duy chiến lược trên phạm vi rộng lớn, gắn bó chặt chẽ giữa phát triển sản xuất và tiêu dùng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Ba nhỏ đặc điểm văn hóa tiêu dùng việt nam và biện pháp xây dựng văn hóa tiêu dùng a nhỏ đặc điểm văn hóa tiêu dùng việt nam văn hóa tiêu dùng người việt đương đại vừa trân trọng kế thừa nét đẹp truyền thống vừa không ngừng đổi mới nỗ lực hoàn thiện để có thể hội nhập sâu hơn văn hóa tiêu dùng việt nam gắn với sự lên ngôi của yếu tố chất lượng giá trị con người ngày càng được nâng cao tiêu dùng xanh tiêu dùng sạch tiêu dùng số tiêu dùng thông minh và có trách nhiệm ngày càng chiếm ưu thế trở thành một xu hướng phát triển của xã hội văn hóa tiêu dùng của người việt nam có tính di động cao được hình thành trên cơ sở đa dạng về văn hóa song đều hướng theo trào lưu những giá trị mới đó là những giá trị tích cực tạo nên một bề dày trên cơ sở những giá trị truyền thống vẫn còn phù hợp cho tới ngày nay văn hóa tiêu dùng việt nam đang dần được định hình theo hướng tin tưởng đối với những hàng hóa trong nước, thể hiện sự ưu tiên và tôn vinh hàng Việt. B nhỏ, những biện pháp xây dựng văn hóa tiêu dùng. Để xây dựng văn hóa tiêu dùng cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Nhà nước cần có chủ trương chính sách kinh tế, văn hóa phù hợp cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất và thị trường trong nước, thực hiện triệt để luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các doanh nghiệp việt nam cần chủ động chiến lược sản xuất kinh doanh đón đầu nhu cầu thị hiếu tiêu dùng mới của người việt nam hướng tới sản xuất sản phẩm bảo đảm các yếu tố xanh sạch bền vững phù hợp với xu hướng toàn cầu giáo dục nhân dân thay đổi nhận thức và hành động vì cộng đồng hướng tới những giá trị cốt lõi bền vững phát huy lòng yêu nước niềm tự hào và tự tôn dân tộc trong tiêu dùng để xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng việt xây dựng thói quen tiêu dùng thông minh thân thiện với môi trường bốn nhỏ thực hiện hành vi tiêu dùng có văn hóa để thực hiện văn hóa tiêu dùng người tiêu dùng cần có kế hoạch chi tiêu thực hiện tiêu dùng hợp lý phù hợp với điều kiện cá nhân và xã hội thực hiện tiêu dùng thông minh tiêu dùng xanh và sạch tiêu dùng số tiêu dùng có trách nhiệm định hướng các nhà sản xuất tạo ra các sản phẩm phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc và bảo vệ được sức khỏe của con người, bảo vệ được môi trường sống. Mỗi người tiêu dùng Việt Nam cần có trách nhiệm trong quá trình xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhằm bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời mở rộng giao lưu, quảng bá và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Bài 9. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. Một nhỏ Một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. A nhỏ Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Mọi công dân không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội, độ tuổi. Nếu có đủ các điều kiện theo quy định của hiến pháp, pháp luật, thì đều được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý mà hiến pháp, pháp luật đã quy định công dân có các quyền như quyền bầu cử ứng cử quyền khiếu nại tố cáo quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp và pháp luật công dân thực hiện các nghĩa vụ như nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc nghĩa vụ bảo vệ môi trường nghĩa vụ nộp thuế quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân b nhỏ công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý mọi công dân không phân biệt giới tính dân tộc tín ngưỡng tôn giáo thành phần địa vị xã hội nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì đều bị xử lý theo quy định của pháp luật hai nhỏ ý nghĩa quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật đối với đời sống con người và xã hội việc quy định quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là tôn trọng sự khác biệt giữa các công dân không ai bị phân biệt đối xử đời sống chính trị dân sự kinh tế văn hóa xã hội tạo điều kiện để mỗi người nhất là những người yếu thế có điều kiện phát triển vươn lên làm cho xã hội đoàn kết dân chủ công bằng mọi người đều có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc bài mười bình đẳng trong các lĩnh vực một nhỏ một số quy định cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới trong các lĩnh vực bình đẳng giới là việc nam nữ có vị trí vai trò ngang nhau được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó a nhỏ bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nam nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước tham gia hoạt động xã hội tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân vào cơ quan lãnh đạo của các tổ chức khác b nhỏ bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế nam nữ bình đẳng trong thành lập doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý doanh nghiệp tiếp cận thông tin nguồn vốn thị trường c nhỏ bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động nam nữ bình đẳng về tiêu chuẩn độ tuổi khi tuyển dụng được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm tiền công tiền thưởng bảo hiểm xã hội điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác d nhỏ bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nam nữ bình đẳng về độ tuổi đi học đào tạo bồi dưỡng trong việc lựa chọn ngành nghề học tập đào tạo trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về giáo dục đào tạo e nhỏ bình đẳng giới trong gia đình vợ chồng có quyền nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình con trai con gái được gia đình chăm sóc giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập lao động vui chơi giải trí và phát triển các thành viên nam nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới như bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan nhà nước phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lao động, không bị coi là phân biệt đối xử về giới. Hai nhỏ, ý nghĩa của bình đẳng giới đối với đời sống của con người và xã hội. Bảo đảm cho nam nữ có cơ hội cùng có tiếng nói chung, cùng tham gia và có vị trí vai trò ngang nhau trong việc quyết định các vấn đề chung của đất nước, địa phương, cơ quan, tổ chức cũng như mỗi gia đình, mang lại những thay đổi tích cực trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực khác của xã hội. Bài 11. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc Một nhỏ Một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc A nhỏ Bình đẳng về chính trị Các dân tộc đều có quyền có nghĩa vụ trung thành với tổ quốc, tham gia vào việc tổ chức và hoạt động của nhà nước, tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. B nhỏ, bình đẳng về kinh tế các dân tộc được đảng nhà nước bảo đảm và tạo mọi điều kiện để có cơ hội phát triển về kinh tế ngoài việc ban hành đường lối chính sách phát triển kinh tế xã hội đặc thù đảng nhà nước luôn quan tâm đầu tư tạo các điều kiện phát triển tốt nhất cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa bên cạnh đó các dân tộc thiểu số và miền núi cần phát huy nội lực tự vươn lên làm giàu cùng phát triển với đất nước C nhỏ, bình đẳng về văn hóa giáo dục. Các dân tộc được đảng nhà nước tạo mọi điều kiện để mỗi dân tộc gìn giữ phát huy và phát triển bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói chữ viết của mình, những phong tục tập quán truyền thống và văn hóa tốt đẹp của từng dân tộc được giữ gìn khôi phục phát huy. Các dân tộc bình đẳng về cơ hội học tập trong tiếp cận thụ hưởng các giá trị văn hóa, giáo dục, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau trong phát triển giáo dục hai nhỏ ý nghĩa của quyền bình đẳng giữa các dân tộc đối với đời sống con người và xã hội bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở của đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc sẽ tạo điều kiện để mỗi dân tộc đều có cơ hội phát triển phát huy được những điểm tích cực những yếu tố đạo đức văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình Nêu cao ý thức trách nhiệm đối với quê hương đất nước, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, động viên phát huy các nguồn lực của các dân tộc khác nhau cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Thực hiện tốt quyền bình đẳng giữa các dân tộc là thực tiễn sinh động để đấu tranh chống lại các hành vi xuyên tạc chính sách dân tộc của các thế lực thù địch không có thiện chí với đất nước ta. Bài 12 quyền bình đẳng giữa các tôn giáo một nhỏ một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo a nhỏ bình đẳng về quyền các tôn giáo tổ chức tôn giáo có quyền bình đẳng trong hoạt động tôn giáo tổ chức sinh hoạt tôn giáo những nơi thờ tự của các tôn giáo được pháp luật bảo hộ b nhỏ bình đẳng về nghĩa vụ các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động tôn giáo của các tôn giáo khác phải tuân thủ hiến chương điều lệ các quy định tôn giáo của tổ chức mình tuân thủ các quy định của hiến pháp luật tín ngưỡng tôn giáo và các quy định pháp luật khác có liên quan c nhỏ bình đẳng về trách nhiệm pháp lý các tổ chức tôn giáo cũng như người theo các tôn giáo khác nhau dù ở bất kỳ cương vị nào nếu vi phạm pháp luật cũng đều bị xử lý theo pháp luật hai nhỏ ý nghĩa của quyền bình đẳng giữa các tôn giáo đối với đời sống con người và xã hội thực hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo thể hiện chính sách đại đoàn kết tôn giáo của đảng nhà nước việt nam tạo điều kiện để các tôn giáo tín đồ tôn giáo nêu cao ý thức trách nhiệm của mình đối với việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết giữa các tôn giáo làm tròn trách nhiệm với tổ quốc sống tốt đời đẹp đạo động viên phát huy nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước đồng thời cũng là điều kiện để mỗi tôn giáo phát huy được những điểm tích cực, những yếu tố đạo đức, văn hóa tốt đẹp, hướng con người tới chân thiện mỹ. Bài 13 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội Một nhỏ một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội. A nhỏ, quyền của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội công dân có các quyền trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội như quyền bình đẳng quyền bầu cử đại biểu ứng cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân quyền khiếu nại tố cáo những việc làm vi phạm pháp luật quyền tự do ngôn luận báo chí tiếp cận thông tin hội họp các quyền này được thực hiện theo quy định của pháp luật b nhỏ nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Công dân có các nghĩa vụ trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội như tuân theo các quy định của hiến pháp và pháp luật, trung thành với tổ quốc và bảo vệ tổ quốc, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng. Hai nhỏ, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực đối với xã hội ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước xâm phạm trật tự quản lý hành chính đối với cá nhân cản trở công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý vi phạm quyền tự do dân chủ của công dân gây tổn thất về tinh thần, danh dự, uy tín, tài chính, công việc. Người thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà phải chịu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự, trách nhiệm kỷ luật. Nếu gây thiệt hại, phải bồi thường đối với trách nhiệm dân sự. Bài 14. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bầu cử và ứng cử. Một nhỏ, một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử. A nhỏ. Quyền của công dân về bầu cử. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên có các quyền bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, bình đẳng về bầu cử, tiếp cận các thông tin về bầu cử theo quy định của pháp luật, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử khiếu nại khởi kiện những hành vi sai sót về bầu cử gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. Thực hiện nguyên tắc bầu cử, phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kính. B nhỏ. Quyền của công dân về ứng cử. Công dân Việt Nam từ đủ 21 tuổi trở lên đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật có quyền. Ứng cử vào Quốc hội Hội đồng Nhân dân, bình đẳng giới về ứng cử, tự do ngôn luận báo chí tiếp cận thông tin về ứng cử theo quy định của pháp luật tố cáo về người ứng cử khiếu nại tố cáo kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử giám sát việc thực hiện pháp luật về bầu cử c nhỏ nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về bầu cử và ứng cử tôn trọng quyền của người khác về bầu cử và ứng cử không lợi dụng quyền bầu cử ứng cử để xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của người khác hai nhỏ hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử gây ra nhiều hậu quả tiêu cực đối với xã hội ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của pháp luật và trật tự quản lý nhà nước gây mất an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội Hoãn ngày bầu cử, làm sai lệch kết quả bầu cử, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Đối với cá nhân, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân cá biệt làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, uy tín, kinh tế, công việc của công dân. Người thực hiện hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử, ứng cử tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự. Bài 15 quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về khiếu nại tố tụng một nhỏ một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại tố cáo a nhỏ quyền của công dân về khiếu nại người khiếu nại có quyền tự mình khiếu nại nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại được biết, đọc sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin tài liệu thuộc bí mật nhà nước, đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về chứng cứ đó, nhận văn bản trả lời về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, nhận quyết định giải quyết khiếu nại, được khôi phục quyền lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Khiếu nại lần 2 hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của luật tố tụng hành chính, rút khiếu nại. B nhỏ, quyền của công dân về tố cáo. Người tố cáo có quyền thực hiện quyền tố cáo theo quy định của pháp luật, được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác, được thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý tố cáo. Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo chưa được giải quyết rút tố cáo đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo được khen thưởng bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật c nhỏ nghĩa vụ của công dân về khiếu nại tố cáo trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại quyền tố cáo công dân có nghĩa vụ sau trình bày trung thực nội dung khiếu nại tố cáo cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại tố cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại tố cáo tuân theo các quy định của hiến pháp và pháp luật tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác không lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để vi phạm pháp luật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể khác hai nhỏ hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại tố cáo sẽ gây nên nhiều hậu quả tiêu cực đối với xã hội ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của pháp luật và trật tự quản lý nhà nước có thể gây mất ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội làm ảnh hưởng xấu đến uy tín hoạt động của cán bộ cơ quan tổ chức nhà nước đối với cá nhân xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân làm ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng danh dự nhân phẩm công việc kinh tế của công dân người thực hiện hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại tố cáo tùy theo tính chất và mức độ vi phạm có thể bị kỷ luật xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Bài 16. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ tổ quốc. Một nhỏ. Một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ tổ quốc. A nhỏ. Quyền của công dân về bảo vệ tổ quốc. Bảo vệ tổ quốc là quyền cao quý của mỗi công dân. Công dân có quyền, tham gia lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ tổ quốc bình đẳng về bảo vệ tổ quốc kiến nghị với chính quyền hoặc cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia khắc phục sơ hở thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia b nhỏ nghĩa vụ của công dân về bảo vệ tổ quốc bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân việt nam Công dân có nghĩa vụ tuân theo các quy định của hiến pháp và pháp luật về bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia dân quân tự vệ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giúp đỡ tạo điều kiện cho cơ quan và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, vận động tuyên truyền người thân tuân theo các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc. Hai nhỏ hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ tổ quốc hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ tổ quốc gây nên nhiều hậu quả tiêu cực đối với xã hội gây mất an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc gây khủng hoảng chính trị cản trở sự phát triển của đất nước trật tự quản lý xã hội đối với cá nhân xâm phạm quyền bình đẳng quyền tự do dân chủ của công dân gây tổn thất về sức khỏe, tính mạng, tiền bạc của công dân. Người thực hiện hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ tổ quốc, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại nếu có theo quy định của pháp luật. Bài 17. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân. Một nhỏ quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân a nhỏ một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể pháp luật việt nam đảm bảo sự tự do và an toàn về thân thể cho mỗi công dân nghiêm cấm các hành vi tự ý xâm phạm đến thân thể của người khác dưới mọi hình thức b nhỏ hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân gây nhiều hậu quả tiêu cực gây tổn hại về sức khỏe tính mạng tinh thần uy tín danh dự kinh tế đối với người bị xâm phạm gây mất ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội làm sụt giảm uy tín của cán bộ cơ quan nhà nước người thực hiện hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật xử phạt vi phạm hành chính truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bồi thường thiệt hại nếu có hai nhỏ quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe danh dự và nhân phẩm của công dân a nhỏ một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của công dân công dân được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm các hành vi xâm phạm trái phép tới tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của công dân bị nghiêm cấm và xử lý theo quy định của pháp luật b nhỏ hậu quả của hành vi vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của công dân hành vi vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của công dân gây nên những hậu quả tiêu cực như gây tổn hại về sức khỏe như thương tích tàn tật sảy thai tổn hại về tính mạng tâm lý như lo lắng sợ hãi rối loạn tâm thần tổn hại về kinh tế học tập công việc danh dự uy tín của công dân gây mất ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ảnh hưởng đạo đức lối sống gây tổn hại đến uy tín của cơ quan nhà nước ảnh hưởng xấu đến tính tôn nghiêm của pháp luật người thực hiện hành vi vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của công dân tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc phải bồi thường thiệt hại nếu có theo quy định của pháp luật. 3. nhỏ, trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân tích cực chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của công dân có ý thức tôn trọng thân thể tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của mình và của người khác tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về quyền bất khả xâm phạm thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của công dân đấu tranh phê phán tố cáo những hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân. Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quyền bất khả xâm phạm và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân đến những người xung quanh. Bài 18. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Một nhỏ, một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân chỗ ở là nhà ở phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú chỗ ở thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan tổ chức cá nhân cho thuê cho mượn cho ở nhờ theo quy định của pháp luật công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở pháp luật việt nam nghiêm cấm mọi hành vi tự ý xâm phạm trái phép chỗ ở của công dân các cơ quan chức năng chỉ được khám xét chỗ ở của công dân trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi khám xét phải tuân thủ trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Hai nhỏ, hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân gây nên nhiều hậu quả tiêu cực. Đối với xã hội gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan nhà nước đối với cá nhân khiến công dân mất chỗ ở ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công dân và gia đình gây thiệt hại về tinh thần sức khỏe tính mạng kinh tế danh dự của công dân người vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân tùy theo tính chất mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật xử lý hành chính xử lý hình sự và phải bồi thường thiệt hại nếu có theo quy định của pháp luật ba nhỏ trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân học sinh không được tự ý vào chỗ ở của người khác khi chưa được sự đồng ý cần tích cực học tập tìm hiểu các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân có ý thức tôn trọng chỗ ở của người khác tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân đấu tranh phê phán tố cáo các hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, tham gia tuyên truyền, vận động, phổ biến các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở đến mọi người xung quanh. Bài 19. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tính điện thoại điện tính của công dân. Một nhỏ, một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tính điện thoại điện tính của công dân công dân có quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tính điện thoại điện tính. Mọi hành vi tự ý xâm phạm an toàn và bí mật thư tính điện thoại điện tính của công dân đều bị nghiêm cấm. Việc kiểm soát thư tính điện thoại điện tính của cá nhân chỉ được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được thực hiện theo trình tự thủ tục mà pháp luật quy định. Hai nhỏ hậu quả của hành vi vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tính điện thoại điện tính của công dân hành vi vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tính điện thoại điện tính của công dân gây nên những hậu quả tiêu cực như xâm phạm đời sống riêng tư an toàn và bí mật cá nhân của công dân gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tính mạng tâm lý danh dự nhân phẩm tiền bạc học tập công việc của công dân gây ảnh hưởng xấu đến tính tôn nghiêm của pháp luật và trật tự quản lý hành chính người thực hiện hành vi vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tính điện thoại điện tính của công dân tùy theo tính chất mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật xử lý hành chính xử lý hình sự và phải bồi thường thiệt hại nếu có theo quy định của pháp luật ba nhỏ trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tính điện thoại điện tính của công dân học sinh cần tích cực học tập tìm hiểu các quy định của pháp luật về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tính điện thoại điện tính của công dân tôn trọng quyền của người khác tôn trọng an toàn và bí mật thư tính điện thoại điện tính của người khác phê phán ngăn chặn tố cáo những hành vi xâm phạm bí mật thư tính điện thoại điện tính tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phổ biến nâng cao kiến thức về pháp luật trong cộng đồng và làm gương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tính điện thoại điện tính của công dân. Bài 20. Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Một nhỏ, một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. A nhỏ, quyền tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin công dân có quyền tự do ngôn luận báo chí và tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật được tự do phát biểu ý kiến bày tỏ quan điểm của mình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước được sáng tạo tác phẩm báo chí tiếp cận thông tin báo chí phản hồi thông tin cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp đầy đủ chính xác kịp thời các thông tin cần thiết để phục vụ cho cuộc sống được quyền khiếu nại tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về tự do ngôn luận báo chí và tiếp cận thông tin b nhỏ nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận báo chí và tiếp cận thông tin công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về tự do ngôn luận báo chí và tiếp cận thông tin trung thành với tổ quốc và bảo vệ tổ quốc trong quá trình thực hiện quyền tự do ngôn luận báo chí và tiếp cận thông tin chịu trách nhiệm về những phát biểu, bài viết, thông tin mà mình cung cấp, thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới, không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin, không lợi dụng quyền tự do ngôn luận, báo chí để xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức cá nhân. Hai nhỏ hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận báo chí và tiếp cận thông tin hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận báo chí và tiếp cận thông tin gây nên những hậu quả tiêu cực như xâm phạm quyền tự do quyền dân chủ của công dân ảnh hưởng trật tự quản lý hành chính nhà nước làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, danh dự, uy tín, công việc của công dân. Người thực hiện hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại nếu có theo quy định của pháp luật. 3. nhỏ Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin học sinh cần tích cực học tập tìm hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận báo chí và tiếp cận thông tin tích cực chủ động thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận báo chí và tiếp cận thông tin bằng những việc làm phù hợp với năng lực lứa tuổi phê phán tố cáo những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận báo chí và tiếp cận thông tin tham gia tuyên truyền vận động giáo dục, giúp đỡ những người xung quanh hiểu và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Bài 21. Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Một nhỏ, một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. A nhỏ, quyền của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo thực hành lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo tham gia lễ hội học tập và thực hành giáo lý giáo luật tôn giáo khiếu nại tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật về tự do tín ngưỡng tôn giáo tự do ngôn luận báo chí và tiếp cận thông tin về tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật b nhỏ Nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo. Công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của hiến pháp về tự do tín ngưỡng tôn giáo và các quy định khác có liên quan, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác, không thực hiện các hành vi pháp luật cấm trong hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về tự do tín ngưỡng tôn giáo, trung thành với tổ quốc, bảo vệ tổ quốc trong thực hiện tự do tín ngưỡng tôn giáo. Hai nhỏ hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo gây nên nhiều hậu quả tiêu cực như xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân có thể gây tổn hại về sức khỏe tính mạng tinh thần danh dự nhân phẩm kinh tế công việc học tập của công dân ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội làm mất đoàn kết dân tộc người vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo tùy theo tính chất mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật xử lý hành chính xử lý hình sự và phải bồi thường thiệt hại nếu có theo quy định của pháp luật ba nhỏ trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo học sinh cần tích cực chủ động tìm hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tôn giáo tín ngưỡng tích cực chủ động thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tôn giáo tín ngưỡng bằng những việc làm phù hợp lứa tuổi, không xâm phạm các quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác, phê phán, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về tự do tín ngưỡng tôn giáo, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo.